Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Tôi đã nhìn thấy ca mui kìa vậy đây. Rồi ok, bây giờ ca mui hiện tại đang ngồi ăn trái cây trong canteen kìa. Bây giờ là tôi đưa ông cái chiếc nhẫn nè, nè cầm đi, cầm. Trời ơi, ông thấy không? Người thì đâu đẹp, người đẹp nết. Người ăn không cũng thấy mê rồi. Trời ơi, ông dịch này ông mê ca mui quá trời rồi các bạn ơi. Rồi, thôi bây giờ nè, ông cầm chiếc nhẫn vô tặng ca mui nhanh lên đi. Trời ơi, ủa, tặng luôn hả? Tặng luôn, tặng rồi sao tặng đó luôn, tỏ... đang ăn luôn. Đúng rồi, tặng xong tỏ tình luôn, cho bất ngờ chơi, nhanh lên. Để tôi vô, để tôi vô. Ông hãy tin vào tôi, lần này tôi sẽ làm tốt hơn mọi lần. Hi, vô. Nhìn ơi, cố lên. Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời điều mới nói ra. Muốn nói là thương em quá trời, nhung nhớ qua ta. Và sẽ bên em đến cuối đời, không muốn cách xa. Anh khi sinh ra tính vốn thật thà, nên là thương anh phải nói ra. Muốn được bên em đến cuối cuộc đời, thế nên là anh không muốn cách xa. Ở ngoài kia bao nhiêu chàng trai, vì thấy em xinh tỏ tình là chính. Còn anh đây không giống bọn nó, vì anh yêu em nên mới thả thính đó nha. Mui. Hả? Ông lại tìm tôi có chuyện gì á? Tôi hôm nay tôi đến kiếm bà, tôi có ít việc á. Việc gì á? Thì lần trước á tôi định kiếm bà rồi, nhưng mà tôi không đủ can đảm á, nên là hôm nay tôi quyết định là kiếm bà nè. Tôi muốn nói với bà một điều. Đấy là tôi thích bà, tôi thích bà. Nhưng ông là đầu gấu, tôi sợ lắm. Thì thực ra là từ đó giờ bởi vì tôi cũng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng mà thực ra là tôi cũng có tình cảm trong người và tôi cũng biết thích người khác mà. Thì thôi được rồi, nếu bà nói như vậy rồi thì tôi hứa với bà luôn là từ nay về sau tôi hứa là tôi sẽ thay đổi, tôi hứa là tôi sẽ trở thành một con người khác. Và quan trọng là bà có đồng ý lời yêu cầu của tôi không? Ừ, nếu ông chấp nhận vì tôi mà thay đổi thì tôi sẽ cho một cơ hội. Tôi đồng ý. Hả? Gì? Bà đồng ý hả? Tôi đồng ý. Trời ơi, tôi vui muốn chết luôn á trời. Tôi cứ tưởng là một mình tôi thích bà thôi á. Mà biết đâu bà cũng ý thích tôi. thì ông cũng đẹp trai mà. Thôi hôm nay nè, tôi có một món quà mà tôi muốn tặng bà này, tôi để dành tiền lâu lắm rồi á, mà từ cái hồi mà tôi mới gặp bà luôn là tôi đã thấy thích bà rồi, tôi đã muốn tặng bà một món quà rồi. Hôm nay tôi mới đủ can đảm ấy, nè tặng bà này. Quà hả? Đây này. Tôi mới quen nhau tôi không dám nhận đâu. Nhưng mà bà nhận quà dùng tôi đi, món này rẻ lắm, nó chỉ bằng mấy bữa sáng của tôi thôi. Nhưng mà đây là món quà gặp mặt của tôi dành cho bà, mà bây giờ bà từ chối là tôi quê lắm luôn á. Thôi để tôi nhận, cảm ơn ông nha. Wow, nhận cái nhá. Đẹp quá à. Bây giờ bà nhận quà của tôi rồi thì bà tôi với tên này bà có rảnh không? Tôi rảnh. thì tối tuần này tôi muốn mời bà đi chơi hẹn hò tôi được không? Hẹn á hả? Tôi muốn mời anh đàn ông phải mạnh mẽ mà hẹn hò tôi. Được. Để hôm đó gặp nhau nha. Ngại quá à. Cảm ơn ông về món quà nha. Cảm ơn. Tôi đi ra đây. Nhớ cuối tuần nha. Trời ơi. Ê, dịch ơi.
ghê nha, ghê nha. Cái gì vậy? Ê, bình tĩnh ông nội, ông làm gì mà ông la lên như con khỉ đột vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, ông không biết đâu, tôi vừa như kiểu một siêu anh hùng luôn, ghê chưa? Trời ơi, ghê thiệt, trời ơi, không ngờ nha. Tôi không ngờ là dịch giỏi dữ ta, tỏ tình có tí thôi mà làm cho ca mui ngại quá trời ngại luôn kìa. Tôi mà trời ơi, tôi đã nói ông rồi, tôi hơi bị mạnh mẽ đấy. Mạnh mẽ đàn ông phải mạnh mẽ. Ủa? Gì? Cái gì vậy? Ủa? Hello ba. Ủa? Hello mọi người. Ủa? Mọi người vẫn có học bài hả? Nè, cái ông Mr. Dịch kia, ông là chuẩn bị bắt nạt Phong Cần chứ gì hả? Trời ơi trời. Ê, ê, không phải, bình tĩnh, Trời ơi trời, không có đâu, à, dịch đâu có bắt nạt tôi đâu. Trời ơi, bọn tôi chỉ đang đi chơi cùng nhau thôi à. Đúng rồi. Tôi tuyên bố cho mấy người nghe nè. Bây giờ kể từ giờ phút này, trong cái trường này á, ai mà động đến một cặm lông tóc, à quên, đập lông chân của Phong á, thì người đó sẽ không xong với tôi đâu. Tôi Phong từ giờ sẽ là anh em tốt. Anh em tốt rồi hả Dịch? Trời, anh em tốt, anh em tốt nha. Ủa, cái gì mà anh em tốt? Ê Phong, ông coi chừng nha. Tôi tưởng đâu là Mr. Dịch này á là đầu gấu dữ lắm mà sao tự nhiên đây hiền như vậy trời. Mọi người bình tĩnh, trời ơi trời. Trên đời này á, ai mà không có một lần làm kẻ xấu đúng không? Thì quan trọng là người ta có biết gọi là quay đầu là bờ hay không thôi. Hôm nay á, Mr. Dịch á, bây giờ đã quyết định gọi là cải tà quy chánh rồi, không còn làm đầu gấu nữa đâu. Từ bây giờ Mr. Dịch sẽ là bạn tốt của chúng ta. Đúng rồi. Thôi, cô muốn cần cô đấm luôn mấy đứa này không? Cái gì ông nội? Ông nội, trời ơi, Skyron, Sammy với lại là Simmy, ai cũng đều là bạn của tôi hết nha. Ông tính quýnh họ à? Muốn quýnh ông? Nếu mà mọi người là bạn tốt của Phong á, thì tôi tuyên bố tất cả mọi người sẽ là bạn tốt của tôi. Ai động đến cặp lông tóc, ai nhầm lời lộn nữa, lông chân của mọi người á, là không xong với tôi đâu. Tôi sẽ bảo vệ mọi người. Đúng rồi, anh em tốt là phải như vậy, là phải bảo vệ mọi người, hiểu không? Đúng rồi, anh em tốt, mãi là anh em, mãi là anh em. Yeah, yeah, mãi là anh em, yeah. Ok. Thôi được rồi, tôi nghĩ là bây giờ cũng trễ giờ đó. Thôi giờ mọi người về nhà hết đi, không thôi ba mẹ lo á. Thôi ông, tôi gọi là tôi về trước nha Phong. Ok, về đi. Bye. Bye bye Phong, về trước đây. Bye bye. Hey. Rồi ok, Dịch ơi. Thích chưa? Được ca mui đồng ý rồi, chịu chưa? Trời ơi, tôi thấy ông ghê thật luôn á. Ông chỉ tôi mà tính đến nay được có 2-3 bữa mà vô kèo luôn. Trời ơi, tôi nói mà, tôi chính là quân sư tình yêu. Tôi là một người rất là giỏi trong việc gọi là gì ta, giúp cho bạn bè tỏ tình người mình thích, hiểu không này? Trời ơi, tôi thề với ông luôn, sau vụ này á, cuối tuần này tôi mà hẹn hò với được ca mui á, tôi bao ông ăn trầu cua hoàng đế. À không, cá mập, à không nhầm, chị ta ăn khủng long luôn. Trời, ăn khủng long luôn hả? Thôi lại xạo, bớt xạo đi ông nội, trên đời làm gì có khủng long. Thôi rồi, bây giờ cũng trễ rồi, ông về nhà đi để còn gọi là sửa soạn cuối tuần này còn đi hẹn hò cả mưa. Hey, giờ tôi phải đi làm tóc nè. Đấy, xong mua thêm một ít trang điểm mỹ phẩm gì bôi lên mặt nè. Cuối tuần nhất định tôi phải đẹp trai được. Rồi, bye bye nha. Hey, ok bạn ơi. Vậy là mình đã giúp cho Mr. Dịch với ca mui đến được với nhau rồi. Hey, vậy là từ nay những người bạn của mình đã có đôi có cặp hết rồi anh em ơi. Nè, nào là Kairon, mèo Simmy, bây giờ còn có cả thêm gọi là ca mui với là Mr. Dịch nữa. Trời ơi, những cặp đôi siêu đáng yêu gì đâu luôn trời. Khoan. Ơ vậy còn mình thì sao ta? Thôi, để từ từ đi. Mình thì để sau đúng không bạn? Có gì đâu phải gấp gáp. Ok. Thôi về nhà thôi. Hey, trời ơi là trời, thịt nó thơm gì đâu luôn á anh em ơi. Đây để tôi lật thịt lại nè. Trời ơi, nó thơm gì đâu luôn á mọi người. Tôi miếng, thôi miếng này của tôi xí rồi nha. Ơi, đợi tí cho thịt nó chín hết đã chứ. Trời ơi, nó mới thơm quá trời ơi. Nó mới chín có tí à, đợi tí đi. Trời ơi. Nè, Phong. Hả? Cái gì vậy? Tôi nói thiệt với ông luôn nha, tôi chán ông lắm luôn rồi đó. Thiệt tình luôn á, sao mỗi lần mà tôi nhắc đến ông đều đánh chống lảng hết trơn vậy? Ủa đánh chống lảng gì ba, tính ra anh em mình đang nướng thịt ăn chung với nhau, đang vui gần chết à. Ăn đi nè, tính là việc mà ông thích Sam đó. Hả? Trời ơi. Cái chuyện mà tôi thích Sam thì liên quan gì đến cái bữa thịt nướng của anh em mình? Thôi ăn đi đừng nói cái chuyện đó nữa. Trời đất ơi, để cái nghe nè. Ông thích con nhỏ Sam hả? Thì tất nhiên, ủa cái chuyện đó là cả trường này ai cũng biết. Ủa bộ hả? Sao hôm bữa tôi hỏi Phong kêu con nhỏ đấy chỉ là bạn thôi. Đây để tôi nói cho ông nghe nè, cái việc mà Phong thích Sam á cả trường bây giờ ai cũng biết hết trơn rồi đó. Vậy mà Phong lúc nào á cũng kiểu như là đánh chống lạng chứ bộ như không quan tâm. Vậy mà lúc nào cũng xưng mình là gì thần tình yêu. Trời ơi.
Nè nè, tôi nói nghe này nha. Tính ra là chuyện tôi có thích Sam hay không á, thì cái đó là chuyện của tôi. Miễn á nha, là tôi giúp cho mấy người Kairon, là tôi giúp trong gọi là tỏ tình được Simmy. Dịch thì tôi giúp ông tỏ tình được Camui, như vậy là được rồi. Còn chuyện của tôi thì kệ tôi đi, đừng quan tâm. Thôi lan thịt đi nè. Thôi tôi nói ông nghe à, bây giờ ông nói vậy là sai rồi. Cay, thấy không? Nói được mà không làm được á, anh em nhau người ta không nể, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, bây giờ ông thấy này, tính ra hôm bữa tôi vừa mới kêu ông hỏi vụ đó có vụ gì tôi nhìn là đã nghi rồi. Mà ông kêu là bạn, bây giờ ông thích người ta thì ông nói đó đi. Đúng rồi, đàn ông là phải mạnh mẽ. Cho ông biết một vấn đề nha, gần tới cuối năm học rồi đó, ông không chịu nói lẹ là sau này ba chỉ trường đi luôn á, đừng có hối hận. Đúng rồi. Ây, trời ơi, vậy là hai người quên rồi hay sao? Trời ơi, tôi nói hai người nghe là tính ra là chuyện á, là Sammy là phù thủy á, chỉ có hai người với tôi là biết thôi nha. Trời ơi trời. Ờ đúng rồi, còn Camu với lại là Simmy cũng biết nữa, tính ra là chỉ có bọn mình biết thôi. Bởi cho nên á, là tôi nói thiệt là tôi không có lo là Sam chuyển trường đâu. Tôi chỉ lo là Sammy về lại thế giới phép thuật thôi là coi như cũng mất rồi. Trời ơi, vậy đây. Tôi chán quá trời luôn. Tôi nói ông nghe, bạn gái tôi mà là tha nết, tôi cũng cua luôn á, chứ đừng nói phù thủy. Ây trời ơi, mệt quá. Nói chung là tôi biết là hai ông muốn giúp tôi tỏ tình Sam, nhưng mà thôi không được đâu. Đây, bây giờ mình kéo ổng đi qua nhà Sam luôn đi. Đi đi. Ê, bây giờ mới thằng chân tay rồi, tóm hai chân đi qua. Ê, từ bình tĩnh. Rồi, biết rồi. Tôi tỏ tình thì tỏ tình, từ từ bình tĩnh. Trời ơi trời. Hai người ơi, tôi nói hai người nghe nè, hay là bây giờ bọn mình về đi, chứ tôi run quá, tôi không dám nhấn chuông luôn á. Tào lao. Hai bọn tôi bay ông qua đây để ông đi về hả? Bây giờ tôi nói ông có nhấn không? Rồi, biết rồi, để tôi nhấn chuông. Nhưng mà sao tôi ngại quá, lỡ đâu Sam không đồng ý sao? Đi. Trời đất ơi, ông cũng muốn lại tôi nhiều quá, biết ông không ấn tôi ấn nè. Ơi, Bình tĩnh, để tôi mệt quá. Từ chứ, người ta cũng biết ngại mà. Trời ơi, nói chung mà tôi gặp Sam là tôi run lắm, tôi không dám nói gì đâu. Ok, để tôi nhấn chuông nè. Sam ơi. Ủa? Sam đi đâu nè vậy? Từ để tôi nhấn thêm lần nữa. Sam ơi. Ủa cái nhà này còn mấy lầu mà xuống lâu chứ vậy? Cái nhà này có 2 lầu à, nhưng mà hình như là Sam đi đâu hay sao á. Khoan từ, tôi có chìa khóa cửa nè. Hay để tôi vô. Nhiều khi Sam đang nghe nhạc hay gì vậy, sao không nghe chuông á. Trời ơi, có nhạc chìa khóa cửa nhà người ta luôn vậy mà không chịu tỏ tình ba ơi. Ở nhà luôn rồi, người ta bật đèn xanh rồi mà không biết nữa, vô đi. Ừ đúng rồi. Trời. Tính ra là chìa khóa cửa là bởi vì lần trước tôi sửa nhà cho Sam, cho nên là Sam cho tôi một cái chìa khóa cửa của Sam mà. Với lại là trong đây còn có bé cá con nữa. Tôi nhiều khi Sam nhờ tôi trông bé cá con cho nên là mới cho tôi chìa khóa cho bộ. Thôi vô đi. Ôi. Đi vào cái nhà mà nó hùng chẹt này luôn á. Trời ơi, lần đầu tiên vô mà thấy ui có cái khóa ở đây đẹp lắm rồi. Vậy đây. Trời ơi, cái ông này sao pháo vậy? Trời, xin lỗi. Trời, tôi mới vào tại vì lần đầu vô hiếu kỳ. Tôi nói hai người nghe nè nha, vô trong nhà là gọi là làm ơn đừng có tay mấy tay chân phá giùm tôi cái. Trời ơi, ông nào đập cái kính rồi? Trời ơi, nhìn nó sao phá gì vậy? Trời ơi, ai phá đâu trời, cái kính nó bể từ trước á. Trời, tại tôi đâu? Ôi, trời ơi, kiếm nè. Bực bội quá à. Thôi, mình đi kiếm Sam đi. Sam ơi. Ủa, Sam đâu? Tôi không vậy? Trời ơi, cái gì vô toilet người ta vậy ba? Cái gì mà ông vô toilet của ta vậy ba? Cái ông nội bị điên hả? Trời ơi trời, để coi Sammy đâu ta? Ủa? Ơi, phòng bé cá con cũng không thấy Sam đâu luôn. Ủa mà bé cá con đi đâu ta? Ủa, có khi nào là Sammy với bé cá con gọi là đi siêu thị không các bạn? Ủa gì kỳ ta? Rõ ràng là mình nhớ sáng nay là Sammy với bé cá con vẫn còn ở nhà mà. Sam ơi, cá con ơi. Ủa sao hôm nay ba đâu hết trơn vậy? Ủa? Sammy ơi, không thấy ai hết các bạn ơi. Ồ, vậy chắc là Sammy ra ngoài rồi. Ủa Phong ơi, tôi thấy cái này nè. Tự nhiên ở sau trong phòng của bà Sam á treo cái hình bông hoa mà không phải là treo hình của ông với Sam vậy? Cái ông này, hình của tôi với Sam á là Sam để trên phòng phép thuật á. Ủa còn cái này là gì đây? À, tôi nhớ rồi. Đây là hình một cái bông hoa hồng. Mà hoa hồng này không phải là hoa hồng bình thường đâu nha. Đây là hoa hồng ở thế giới phép thuật á. Sammy rất thích cái hoa này luôn. Nhưng mà nói chung là gọi là do là Sam sống ở thế giới con người á, cho nên là Sam không gọi là sao ta, hái nó về được, cho nên là Sam đành phải treo ảnh cho nó đẹp thôi. Trời ơi. Vậy rồi mà còn ngồi nghĩ từ sáng giờ đúng nữa rồi. Giờ tôi nói không nghe nè, con gái á khi muốn tỏ tình như ông bày tôi hôm trước á, tặng quà thôi. Bây giờ biết người ta thích nghe rồi, kiếm tặng rồi xong chút đơn luôn. Trời, đâu có được. Cái hoa này là ở thế giới phép thuật mới có. Làm gì ở thế giới con người có được. Ồ, thế giới phép thuật. Đi luôn. Đi vô thế giới phép thuật luôn. Trời, tính ra là mấy ông là con người bình thường á, bây giờ bọn mình mà qua thế giới phép thuật là lỡ đâu ở bên thế giới phép thuật có mấy tên phù thủy hắc ám tiêu diệt bọn mình rồi sao?
Ê, để tôi nói ông nghe nha. Bây giờ cho dù mà người yêu tôi thích cái gì á, giờ qua tận gọi là nước ngoài, qua tận châu đại dương, châu lục gì tôi cũng qua luôn á, chứ đừng có nói tới thế giới phép thuật. Đúng rồi. Ai, thôi hai người nói vậy thì cũng cũng được. Nói chung là thôi, nói chung là hái bông hoa này về tặng tặng cho Sam cũng hợp lý á. Thôi bây giờ tôi không đi một mình được đâu. Hai mấy ông gọi là phải đi theo tôi để bảo vệ tôi đi chứ, đúng không? Có tôi ở đây rồi mà ông. Ê ê ê, về đây, về đây, về đây. Tôi tưởng đâu là nói để một mình ông đi rồi, sao giờ ông ngủ nữa hai mình đi vậy? Trời ơi, thì anh em hoạn nạn sống chết có nhau, giờ để ông đi một mình sao được? À, đúng rồi, anh em hồi nãy sống chết có nhau. Mở lên em, mở lên em. Rồi, đi, đi, đi. Trời ơi, trời, mấy cái ông này thiệt cái gì mà nhiệt tình dữ vậy. Đi, đi, đi. Rồi, ok, xin giới thiệu với hai người. Đây chính là cánh cổng gọi là giúp chúng ta đến thế giới phép thuật nè. Vậy cánh cổng đến thế giới phép thuật. Ê, nhìn nó hơi đáng sợ nha, dịch. Nhìn nó hơi đáng sợ nha. Tôi đau bụng quá kìa. Tự nhiên cái tôi cũng thấy đau đầu quá, dịch ơi. Ê, hai người kia, đừng nha, đừng có trốn tránh nhiệm nha. Tính ra là hai người đã bảo rằng là hai người sẽ giúp tôi, cho nên là hai người bây giờ phải giúp tôi qua bên đó hái được cái bông hoa đó đem về tặng cho Sam, nhanh lên, không có được chối. Rồi ok, bây giờ ông nhảy xuống trước đi. Thôi tôi phải canh coi mấy ông, lỡ tôi nhảy xuống mấy ông không đi theo tôi sao, mấy ông phải nhảy xuống trước đi, nhanh đúng lên rồi. Vì anh em phải sống chết có nhau đúng không canh? Đúng rồi, ông nhảy xuống trước đi. Ok vậy đi. Thôi ông nhảy đi. What? Ông nhảy đi. Ông nhảy đi, ông nhảy đi, ông nhảy giùm tôi đi. Nhảy đi, ông nhảy đi. Ông bây giờ tôi nói ông nhảy, ông nhảy tôi quýnh vào mặt ông cái này nhảy. Ông nhảy ông giờ tôi quýnh ông luôn á. Ê bây giờ ông có tin là tôi quýnh hai ông luôn không? Hả? Cái gì vậy? Trời trời, nhảy xuống nhanh đi trời, tốn thời gian quá. Thôi bây giờ tôi nói gì đi. Bây giờ ba đứa mình cùng nhau nhảy xuống là công bằng nhất. Ok. Rồi ok. Bây giờ đếm 1 2 3 cả ba đứa cùng nhảy xuống nha. Ờ trời luôn. Ok. Bây nè. 1 2 3. Cuối cùng hai ông nhảy qua trước các bạn ơi. Ok rồi, để tôi qua liền nè. Woo, hay da. Ok, cuối cùng cũng qua được thế giới phép thuật các bạn ơi. Cái anh em mình túm lại quấn phong nãy nó trôi đây mình đó. Nãy ông canh luôn à. Nè nè, nói nha, anh em tốt là không đánh nhau nha. À mà khoan, tôi nói hai người nghe nè, hai người thấy thế giới phép thuật đẹp không? Ôi tôi đẹp ghê luôn á dịch ơi. Trời lần đầu tôi tới luôn á. Đúng rồi. Lâu dài to bự quá trời luôn. Cái này đúng mà làm resort ở phê lắm canh. Ôi đây mà ở đây đi, khám phá đi. Đi 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 canh. Đi 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 khám phá đi, khám phá đi. Ê nhưng mà ở thế giới này nhiều quái vật lắm á. Thôi quay lại đi vậy. Ủa gì kỳ vậy? Tính ra là hai người tính đi khám phá, tôi kêu có quái vật hai người quay lại vậy. Trời ơi nhát gan dễ sợ. Nhát cái đầu ông á. Ông còn ít nhất là ông còn biết đến cái thế giới này rồi, tôi biết gì đâu. Ok thôi được rồi, bây giờ tôi nói mọi người nghe nè. Ở đây tôi có chuẩn bị một số những cây gậy nè. Thì đây chính là những cái cây gậy phép thuật mà tôi mới vừa gọi là lén lấy ấy. Tại vì cái này là gậy phép thuật của Sammy, cho nên là Sammy không có cho mình lấy đâu, hiểu không? Nhưng mà thôi. Cái này xài sao? Ừ. Đây để tôi chỉ cho nè. Thì bây giờ mỗi ông cầm cây đi. Nè cây cầm cây này đi. Cái này tôi muốn tôi ăn cơm nhà quá. Ê đừng có dùng bậy bạ nha. Cái gậy này là gậy phép thuật đó, nó nguy hiểm lắm á nha, nghe chưa? Ok. Rồi bây giờ ở đây tôi có chuẩn bị thêm mấy cái chổi bay nè, cái chổi màu vàng trong dịch nè, là mấy. Rồi còn cái chổi màu đỏ này của cây. Rồi ok, mấy ông đã có chổi bay chưa? Trời ơi. Trời ơi, tính ra là nó có màu giống tôi luôn á, dịch ơi. Ờ cây tôi cảm giác mình giống Harry Potter quá. Harry Potter hả? Trời ơi, tất nhiên rồi, chổi bay mà. Ok bây giờ mọi người bay theo tôi nha, chúng ta cùng nhau gọi là đi kiếm bông hoa hay nào. Lạc cô. Ok đi thôi, leo chổi bay nè, bay lên nào. Ôi, cái này bay sao vậy, cái này bay sao vậy. Ôi trời ơi, bay từ từ thôi, cái chừng tung vô cây bây giờ mấy ông. Ok thôi, bay theo tôi nè, cùng nhau đi thế nào, let's go. Wow, trời ơi cay ơi, dịch ơi, mọi người nhìn kìa, trước mặt chúng ta là một hòn đảo thiên đường. Wow, đẹp quá trời luôn kìa. Trời ơi, cái hòn đảo này cái gì mà trông kỳ cục dữ, nó cao như hơn tòa La Mát 81 luôn trời. Trời ơi, ông không biết gì hết trơn á. Nè, tôi nói hai người nghe nè, đây chính là cái hòn đảo mà nó có chứa cái bông hoa mà Sammy thích á, biết không? Wow. Ủa vậy thì vô lấy thôi, trời gì nữa. Ok, đi thôi, let's go. Đi. Bay lên. Rồi ok anh em ơi, bọn mình cùng nhau lên nó hái bông hoa hồng đó nào. Let's go. Ui giời ơi, ở đây ơi Phong ơi, tôi thấy đây nhiều chim cánh cụt quá không ơi. Ừ, ở chỗ này là thế giới băng mà quá trời chim cánh cụt luôn. Ê cây ơi. Tính ra ở bên kia nó có con chim cánh cụt còn to hơn mấy con này nữa cay ạ. Trời ơi, từ bé giờ tôi chưa thấy con nào nó bự vậy luôn á, con này nó trông lại vậy. Ủa ê, mà tôi để ý nha, cái con đó nó đứng ở đây hình như là nó đang ngó qua ngó lại, nó nhìn gì á. Ê mọi người ơi, hình như cái này không phải là chim cánh cụt đâu. Tôi thấy trên đầu nó có mấy cái sừng nữa kìa, trời. Ôi, có khi nào nó là quái vật cũng vậy. Trời ơi, ông nhìn nó vậy mà ông hỏi có khi nào nó là quái vật không, nó là quái vật chắc luôn á. Trời ơi. Nếu mà nó đứng ở ngay đây thì chắc chắn nó chính là người canh cái cổng này á. Ủa
Khoan từ, vậy thì cái bông hoa đang nằm tuốt trên kia, vậy thì làm sao bọn mình có thể qua đó lấy được nếu như nó cứ đứng ở đây nó canh vậy? Trời ơi, đi về. Ôi, không được nha, không được nha. Hai người đã hứa là hai người sẽ giúp tôi gọi là lấy cái bông hoa đem về tặng cho Sam mà. Hai người phải gọi là hy sinh trong cái việc ăn thịt để tôi lấy được bông hoa, hiểu không? Mỗi anh em một chân một tay quăng nó vô đi. Vậy nha. Rồi, thì bây giờ nè, tôi sẽ cùng với anh em tiêu diệt con quái vật này để lấy hoa hồng được chưa? Tiêu diệt bằng cách nào mới được? Trời ơi, mấy ông quên hả? Bọn mình có gậy phép thuật mà. Đúng không? Ha, tính ra có gậy phép thuật mà dịch. Trời ơi trời, mình quên mất là anh em mình có cái gậy phép thuật trong tay luôn đó cu dâu. Trời ơi, cái gậy phép thuật này á, chắc chắn anh em mình sẽ hạ gục được nó. Đúng rồi. Trời ơi, gậy phép thuật ở đây còn lo gì nữa. Bây giờ ai xưng phong lên giết con quái vật trước đây? Để tôi cho. Ông nhìn tôi là mạnh mẽ chưa? Mà tôi có thêm cái gậy phép thuật à. Mà ông biết không, cây gậy này á, hồi nãy giờ anh em mình đi lại tôi biết nó có sức mạnh gì rồi. Đâu, gậy phép thuật của ông là sức mạnh gì? Sức mạnh sấm sét. Nãy giờ tôi cầm tôi thấy nó tê, chắc chắn là sấm sét luôn. Đâu, ông thử dùng thử cái gậy phép thuật của ông coi. Hãy nhìn đây. Ba la thì bùa. Wow. Ủa, tính ra tôi chưa thấy gì luôn á ông. Trời ơi. Chiếu là sấm sét nữa bạn ơi. Trời, gậy phép thuật của dịch mạnh quá mấy bạn ơi. Ok trời. Bây giờ ông lại ông chiếu sấm sét cái là con quái vật kia chết queo luôn á dịch. Ông yên tâm, con này tôi xử lý phát một để thôi. Ok, cố lên dịch ơi. Cố lên. Hãy nghĩ ra mẫu lên luôn nào. Gây chưa Phong ơi. Tính là tôi thấy ông chiếu sấm sét cho con quái vật mà thấy con quái vật đứng im luôn á dịch, nó không bị gì luôn. Giống như là con quái vật đang kiểu như bị gãy ngứa ba. Dịch ơi, tôi thấy con quái vật nó đang nhìn ông kiểu thèm thuồng á kìa. Chạy đi. Trời ơi, chết rồi mấy bạn ơi. Cây gậy sấm sét của ông không làm gì được con quái vật hết đó bạn ơi. Giờ sao trời, cay giờ sao? Thôi, ông yên tâm, bây giờ hãy coi sức mạnh của tôi đây, tôi sẽ tới đó để giải cứu ông. Sức mạnh ông là gì? Sức mạnh của tôi chính là sức mạnh phun lửa. Ghê vậy, đâu đâu, thử đi. Để tôi, ông ơi, dịch, ông tránh ra, để tôi. Làm gì vậy, cứu tôi đây. Sao nhìn nó không quan tâm tôi lắm vậy? Nó đang ngạm cái đầu ông kìa. Chạy. Nó đang đuổi tôi. Trời, chết ông, rồi bạn ông, ơi. Ông dùng sức mạnh đi, ông dùng sức mạnh đi Phong ơi. Trời ơi, chết rồi bạn ơi, con quái vật này nó khỏe quá. Hai cây gậy phép thuật của ông Mr. Dịch với lại ông Kairon không làm gì được con quái vật hết bạn ơi. Nó đang đuổi bên kia. Trời ơi, Phong ơi, ông có cái gì thì ông lôi ra xài đài đi. Trời, chạy gì vậy? Trời ơi, tôi đâu có biết dùng gậy phép thuật đâu. Đợi tôi xíu để tôi xem đã. Gậy phép thuật này là gậy phép thuật gì đây? Lốc xoáy hả? Xem tới đây. Hơi lốc xoáy. Ui. Nó cuốn quái vật nó chạy luôn. Nó xảy nè. Ôi, nó xảy con quái vật bay lên trời luôn bạn ơi. Mày hả mày? Trời ơi. Tính ra gậy phép thuật của hai ông yếu xìu và gậy tôi mới mạnh nè. Tính là ông đưa cho tôi luôn. Trời ơi, cái con quái vật này nó mập quá cho nó chạy chậm mấy bạn ơi. Không. Nó dí gần tới rồi kìa. Để tôi dùng chiêu đi. Ok, để tôi. Gậy tiếp theo là gậy mũi tên phải không? Mưa tên. Ui, nó sợ, nó lùi lại kìa. Trời ơi, bạn ơi, bạn coi kìa, một cơn mưa mũi tên chiếu vô người con đó luôn. Trời ơi, nó sợ kìa bạn ơi. Nhìn nó sợ kìa. Mà khoan, hình như là hết mưa tên rồi. Vậy là nó sẽ đuổi chúng ta tiếp đúng không? Cái gì vậy? Chạy. Bây giờ để tôi xem. Gậy tiếp theo là gậy gì đây, để tôi xem coi. Gậy tơ nhện. Ui, chịu hồi tơ nhện. Chạy đi mấy ông, chạy. Ôi, nó bị kẹt rồi. Con quái vật bị kẹt rồi. Ok, để tôi. Tôi sẽ chiếu tơ nhện xung quanh nó làm cho dính nó lại luôn. Mày hả mày. Ok, hay quá Hùng ơi, hay quá. Ok, tính ra tôi bị kẹt luôn rồi. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Ok, may quá. Ok, con quái vật à, mày đã bị dính vô bẫy rồi. Ok, cái tơ nhện biến mất bạn ơi, mình phải khóa thêm. Ôi, biến mất. Ok, anh em bây giờ hãy dùng gậy sấm sét và gậy lửa chiếu vô người đi. Bây giờ nó chắc chắn là sẽ bị cháy đó. Chiếu nó đi em, chiếu đó. Mày hại, mày ơi mày chết đi. Ui, nó đèn, nó phát sáng lên kìa bạn ơi, con quái vật nó phát sáng lên kìa. Vậy là nó. Ui, cái tôi nhận tiếp rồi. Ê, đắp lại. Ui. Hay quá. Đúng, chết quá rồi ơi. Mấy bạn ơi, con quái vật chết queo rồi bạn ơi. Trời, con quái vật yếu xìu. Trời ơi, tính ra là bọn mình thông minh quá anh em ơi. Dùng gậy gọi là sao ta? Gậy này là gậy tơ nhện, khóa con quái vật lại, sau đó là bọn mình gọi là dùng ánh sáng chiếu nó cái thôi, nó chết queo luôn. Ok. Ê, bây giờ mình lấy cái hoa hồng trước khi nó quay trở lại đi.
Yên tâm đi, nó không quay lại được đâu. Trời ơi, mình đánh nó vậy nó chết queo rồi. Ok, bây giờ bọn mình đi lên trên, nhanh lên, nhanh lên. Đi thôi. Có một cái cửa ở đây nè mọi người. Cửa này cái gì vậy? Tôi không biết nữa. Hình như cái cửa này là cái cửa dẫn bọn mình lên trên hay sao? Lên. Trời tối quá. Ok mấy bạn ơi, hiện tại là mình với Kairon với lại Mr. Dịch đã lên trên, gọi là tới trên cái đỉnh đồi nè. Nhưng mà bây giờ cái bông hoa nằm ở tuốt trên cao kia, cho nên là bây giờ bọn mình sẽ phải sử dụng đến chổi bay đó để gọi là bay lên nha các bạn nha. Ok. Hey, bay lên. Chiu. Bay lên. Bay lên. Bay lên nào, bay lên nào. Ok ok. Ồ, để tôi xem coi có bông hoa hồng cho nó không. Ủa sao tôi không thấy bông hoa nữa ta? Từ từ tôi bay lại gần xem. Rồi, ok. Bay lên. Ê, cái chổi bay này khó điều khiển quá. Ok, bay ngược lại chổi bay ơi. Ơi, ok bay lên rồi. Hey. Ui. Cái bông hoa này là cái bông hoa trong cái bức tranh rồi nha hả? Đúng rồi, đây là cái bông hoa mà Sammy thích nè. Trời ơi. Wow, đẹp quá. Trời đất ơi, cái bông hoa có chút xíu vậy mà tụi mình mất công tới đây á, đánh với quái vật rồi giờ lấy nó về, tôi tưởng nó bông hoa bự lắm chứ. Trời ơi, không đúng biết rồi. Gì hết trơn. Bông hoa nó phải nhỏ thế này thì nó mới quý giá, hiểu không? Chứ bây giờ á, ông có nguyên một cái vườn hoa luôn thì ai mà thích nữa, đúng không? Bây giờ chỉ có một bông hoa duy nhất nhưng mà nó rất quý giá, hiểu không? Bởi vậy cho nên là Sam mới thích đó. Ok, thôi không nói nhiều với mấy ông nữa, bây giờ tôi sẽ đem bông hoa này về để tặng cho Sam. Ok bạn ơi, vậy là cuối cùng thì bọn mình cũng đã kiếm được bông hoa hồng ở thế giới phù thủy rồi. Không biết là Sam có thích bông hoa này không ta, và nếu như mình tặng cho Sam thì không biết Sam có đồng ý là bạn gái của mình không nha. Ok, cảm ơn hai ông nhiều nha. Bây giờ để tôi lấy nó về. Ok. Lấy nó về rồi nào. Rồi ok rồi, đi. Lấy được hoa rồi các bạn ơi, mừng quá. Ok, còn đi bây giờ thôi. Anh em mình về thôi. Búp. Ok, vậy thôi. Hay da. Trời ơi, may quá. Cuối cùng thì cũng về được thế giới bình thường rồi các bạn ơi. Hay, nhưng mà rất là may mắn nữa là chúng ta đã lấy được bông hoa hồng rồi nè anh em ơi. Trời ơi. Ông ơi nè, ông thấy không, bọn tôi vì ông mà mệt quá trời đất luôn á, giờ ông đúng muốn làm gì làm đi. Ok, cảm ơn mấy ông nhiều nha. Nhờ có mấy ông đi chung với tôi thì tôi mới có đủ can đảm để đến thế giới phép thuật hái cái bông hoa này về tặng cho Sam. Thì hy vọng rằng là Sammy sẽ thích bông hoa này và đồng ý làm bạn gái của tôi. Nhưng mà Sam mà không thích bông hoa này tôi quýnh Sam luôn. Ông em quýnh Sam không? Tôi quýnh ông luôn. Vợ tình ông tao lắm. Quýnh nè. Quýnh nè, tôi sấy hai ông lên trời luôn á. Trời ơi trời. Thôi được rồi, tính ra là bây giờ tụi tôi chỉ giúp ông được tới đây thôi á. Còn bây giờ cái chuyện tỏ tình ra sao á là phải do ông quyết định, ông hiểu không? Đúng rồi. Nhưng mà tôi biết tỏ tình như thế nào giờ? Trời ơi, tỏ tình như nào nữa? Bây giờ mang cái bông hoa hồng này đi kiếm Sam, thôi đưa cho Sam rồi làm giống như hôm nọ ông ở tôi á. Đúng thôi, rồi. Sammy, tôi thích bà. Rồi ok, chỉ cần tặng cái bông hoa hồng này xong rồi tỏ tình thôi là được, đúng không? Đúng rồi. Ok. Tôi không hiểu sao nhưng mà tôi giúp mấy ông tỏ tình bạn gái của mấy ông á thì tôi lại thấy rất là bình thường, rất là dễ. Nhưng mà không hiểu sao tôi tự tỏ tình thì tôi lại thấy rung quá. Nhưng mà thôi không sao, nếu như mấy ông đã giúp. Mấy người hay nói đạo lý thường không thực hành được. Đúng rồi. Ai tính ra tôi là người giúp cho mấy ông gọi là tỏ tình được bạn gái của mấy ông nha. Bây giờ mấy ông nói còn nói xấu tôi hả? Ok. Được rồi. Bây giờ mấy ông thách thức tôi với vậy. Ok. Tôi sẽ tỏ tình.